rủ nhau đu trend, nhóm bạn hết hồn với phiên bản beta sau bữa tiệc. Trên mạng xã hội tóc tóc, những hội bạn thân đang thi nhau đu trend phiên bản trước và sau bữa tiệc. Nhiều tình huống giờ khóc giờ cười đã khiến dân tình nằm ôm bụng. Đúng là lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Tôi là Hồng Nhung, đây là tôi trước bữa tiệc. Là Hồng Nhung. Rồi sao? Sau bữa tiệc. Mình là Hồng Nhung, sau bữa tiệc. Hello mọi người, tôi là Vi, đây là tôi trước bữa tiệc. Tôi là Vi, đây là tôi sau bữa tiệc. Tôi là Trời Đẹp, tôi đang trước bữa tiệc. Tôi là Nhi, đây là tôi trước bữa tiệc. Tôi là Nhi sau bữa tiệc. Vâng, đây là ly đầu tiên của tôi. Cuộc vui nào rồi cũng phải có điểm dừng. Vui hết nấc nhưng cũng đừng quên lối về thế này chứ. Cũng may là trong nhóm vẫn còn có người đủ tỉnh táo để đưa những cơ trưởng này hạ cánh an toàn. Những tiên tiểu đâu và xác nhận giúp TV Trend xem mình đã từng rơi vào trường hợp tương tự thế này chưa nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trend. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhá.